đừng cần cắn này dơ quá à. Cắn này ở đâu vậy? Con lấy cái này ở đâu ra vậy? Này ở đâu ra mẹ coi coi. Trời ơi, Phúc cắn cái gì ghê quá, bỏ này ra thúi quá à. Chả mẹ này dơ quá à. Ghê. Đấy, chả mẹ. Đưa cho mẹ đi, vô thúi quá à. Ba ơi, ông Phúc đang cắn cái gì ghê quá nè. Đây này, không biết là từ cái nôi hay là cái ghế seat belt này, nhìn nè, nó không chịu trả mẹ nè. Cắn nát bấy ra nè, không biết từ cái nôi hay từ cái gì nè. Nè, cục này nè, cục này không biết từ cái ca seat hay từ cái nôi hay gì nè. Cắn nát bấy rồi. Cắn thì cả nó đi làm sao không biết có gì cả. Ghê quá. Sao con này nó cứ con cứ là người gì mà con cứ hay gặp nhỉ? Ừ. Đây, nhẹ đâu. Phúc quậy quá.